Các bạn thân mến, trong video này, Đức Huỳnh Lê Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo khung trang bìa trong Word bằng hai cách. Cách thứ nhất, sử dụng công cụ có sẵn trong Word. Cách thứ hai, sử dụng công cụ Insert Shape. Ta đi vào cách thứ nhất, ta sẽ tạo khung trang bìa trên cái trang giấy này bằng cách các bạn kích vào thẻ Paste Now ở vùng Paste Background, các bạn kích vào Paste Border. Cửa sổ hiện lên trong thẻ Paste Border, các bạn kích vào chữ bút này. Sau đó ở cái phần E, các bạn kích vào mũi tên này. Sau đó di chuyển chuột vào trong và lăn bìa ở giữa chuột đấy. Chọn cái đường viền mà chúng ta muốn tạo khung trang bìa. Ở đây tôi sẽ chọn cái kiểu cổ điển này, kiểu này. Sau đó ở phần width đây chúng ta chỉnh cái độ dày của đường. Thì đây tôi đặt là 10. Nếu như muốn thay đổi màu thì các bạn kích vào cái mũi tên đây, mặc định nó sẽ là màu đen cho chúng ta. Tiếp theo các bạn kích vào nút Option để cài đặt căn lề khung trang bìa. Ở đây có căn lề trên, dưới, trái, phải. Thì cái lề này nó còn phụ thuộc vào cái kiểu đo nữa. Ở đây là Measure from Edge of Page, có nghĩa là đo từ cạnh của trang vào đến khung. Ngoài ra chúng ta có thể đo từ chữ vào bằng cách kích vào mũi tên này. Ta chọn Text thì sẽ đo là từ chữ ra đến khung. Thì ta sẽ lên chọn cái phần text này thì sẽ dễ chỉnh hơn. Đây tôi sẽ đặt căn là từ chữ ra đến lề trên và lề dưới. Cái khung trên và khung dưới sẽ là 10 pt. Sau đó tôi kích OK. Và kích OK thì đây là kết quả. Ở đây lề trên và lề dưới được, tôi muốn cho kéo cho cái lề phải này nó kéo sát ra cái mép trang. Thì tôi cũng sẽ vào lại cái phần option đây. Tôi chỉnh lại. Có nghĩa là khi đó là cái khung của chúng ta phải giãn ra về phía bên phải so với chữ, như vậy đấy ta sẽ tăng cái phần right lên là 30 chẳng hạn. Sau ta kích OK. OK tiếp. Đấy thì khi đó cái lề này đã giãn ra. Thì đó là cách thứ nhất, chúng ta sử dụng công cụ có sẵn trong Word. Cách này có ưu điểm là các cái khung của chúng ta là có rất là nhiều mẫu chúng ta lựa chọn đa dạng. Tuy nhiên là có nhiều cái rất là bất cập. Thì sau đây ta sẽ đi sang phần cái cách thứ hai, đó là chúng ta sử dụng công cụ Insert Shape. Ở đây tôi sẽ xóa cái này đi. Để dùng công cụ Insert Shape, các bạn kích vào thẻ Insert, kích vào mũi tên bên dưới chữ Shape và ta sẽ chọn cái hình chữ nhật đây, hình này đây, kích chuột trái vào. Sau đó ta sẽ vẽ một hình chữ nhật lên trên cái trang giấy chúng ta và cái mép của hình chữ nhật này sau này sẽ là cái khung trang bìa của chúng ta. Ta sẽ điều chỉnh làm sao cho hợp lý. Sau đó ta kích chuột phải lên cái hình chữ nhật đó và chúng ta chọn Format Shape. Cửa sổ hiện lên trong cái phần Fill đây, chúng ta sẽ kích vào Low Fill, tức là không có màu nền. Light Color, màu của đường thì ta sẽ chọn là màu đen. Light Style là kiểu đường, thì phần Compound Type thì ta sẽ chọn cái kiểu. Ở đây tôi sẽ chọn cái loại này. Width, các bạn cài đặt độ rộng của đường đặt là 5. Sau đó kích OK. Bây giờ ta sẽ zoom ra để ta quan sát. Đây. Nếu mà được rồi thì bây giờ ta sẽ viết chữ trực tiếp. Khi viết chữ này thì đây tôi sẽ dán cái phần lúc trước tôi đã copy để cho nó đỡ mất thời gian đây. Thì cái khung trang bìa này có thể kéo lên kéo xuống bởi vì là cái phần trong của cái khung này nó đang bị trong suốt, không có màu. Sau đó ta sẽ quan sát được. Tuy nhiên cách này thì khi chúng ta kéo khung, di chuyển khung thì cái chữ không di chuyển theo, nó bất tiện. Vậy ta sẽ viết chữ vào trong cái khung này luôn. Ta kích chuột phải lên cái khung đấy và chọn lại cái phần Add Text này. Sau đó ta sẽ dán cái phần chữ chúng ta muốn viết vào. Đây tôi dán lúc trước tôi đã copy. Tôi sẽ cài đặt lại cái phần phông một chút. Đây ta dán vào. Thì khi này thì mặc định là khi add text thì là cái chữ của chúng ta sẽ vào giữa. Vậy ta sẽ kích vào Format Text, ta vào phần textbook đây. Ta chỉnh cái phần Vertical Element đây là top, tức là sẽ lên trên. Phần căng ngang thì tùy rồi. Còn cái phần này là cái phần chỉnh cái lề từ chữ ra đến mép của khung. Đây. Trên, dưới, trái, phải. Thì cái này nó giống như cái phần ở cách 1. Đấy. Thì khi chúng ta điều chỉnh cái khung này thì cái chữ trong khung nó chạy theo, thì các bạn có thể soạn thảo cái bìa là theo ý muốn của các bạn. Nhưng mà cái cách thứ hai này thì nó có
hạn chế đó là cái đường viền của khung thì nó không có nhiều mẫu, nó chỉ có một hai mẫu thôi. Tuy nhiên là ưu điểm là có thể di chuyển được khung đến bất kỳ vị trí.